Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông bị hơi ợ chua đầy bụng, phải không? Trước đây tôi cũng như ông ấy, hiện tượng đau dạ dày đấy mà. Yên tâm, tôi có cái này cho ông đây. Bào chế từ thảo dược thiên nhiên đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạ dày Vimos có tác dụng bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hóa, giảm triệu chứng ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, đau thượng vị của người bị viêm lết dạ dày hay tá tràng. Sản phẩm của công ty cổ phần Việt Mông Cục, Vimos khỏe từ nguồn cội. Kế thừa giá trị độc đáo của các nguyên liệu cổ truyền Việt Nam, với nhiều năm nghiên cứu và sản xuất, công ty cổ phần Việt Mông Cổ tự hào cho ra đời thực phẩm chức năng U Phong Vượng Phúc Khí với các thành phần từ cổ mộc linh, tam ký sinh, thiên nhiên kiến, bình vôi, độc hoàn, hỗ trợ điều trị cho những người bệnh khớp mãn tính, thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa, gút. U Phong Vượng Phúc Khí khỏe từ nguồn cội. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Anh thích ăn chicken, em lại thèm pizza. Sao không gọi một lần được ngay một phần pizza? Mẹ thích ăn pizza, ba thèm ăn thịt gà. Muốn cho lòng cả nhà gọi thêm một phần pizza. Có pizza, có chicken lại có pizza. Pizza với chicken có ngay một phần pizza. Có pizza, có chicken lại có pizza. Pizza với chicken có ngay một phần pizza. Thuốc dịch lạnh giảm đau kháng viêm Salamat Chest Spray làm lạnh cực kỳ với Enothon và Methyl Salicylate giúp giảm đau kháng viêm trong vận động. Không chỉ giúp vùng da tổn thương hoặc vết thương hở, không chỉ cho người dùng đúng một trong các thời điểm khác. Không dùng thuốc cho các đối tượng sau: trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc có giật do sốt cao. Độc kiến sẽ sử dụng trước khi dùng. Info vẻ đẹp từ chất lượng. Drive on the road to greater protection and better rewards. Get a chance to win an 1800cc car, 1300cc cars, sports bikes, and other attractive prizes when you buy any 3 or 4 liter Havoline pack. Just scratch the sticker on the back, send the promo code, CNIC number, and city to 82667 and get instant free mobile balance, along with a chance to win branded premiums and exciting prizes through the lucky draw. For more information, call Mira Caltex, 0800-12122. Treo dùng cho cơn đau ở cơ và khớp. Khi bị đau ở cơ và khớp đã có salon bắt treo. Salon bắt treo với methyl salicylate và elmenthol giúp giảm đau, kháng viêm hiệu quả. Thấm nhanh, không nhờn, không dây dính. Không bôi thuốc lên vùng da bị tổn thương, vết thương hở, niêm mạc và vùng da quanh mắt. Không để dây vào mắt. Không dùng cho người có tiền sử dụng với nhóm salicylate, các chống chỉ định khác. Xem trên tờ hướng dẫn sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Salon bắt treo dùng cho cơn đau ở cơ và khớp.
Salon Bắt Treo dùng cho cơn đau ở cơ và khớp. Khi bị đau ở cơ và khớp, đã có Salon Bắt Treo. Salon Bắt Treo với Methyl Salicylate và Elmenthol giúp giảm đau, kháng viêm hiệu quả. Thấm nhanh, không nhờn, không dây dính. Không bôi thuốc lên vùng da bị tổn thương, vết thương hở, niêm mạc và vùng da quanh mắt. Không để dây vào mắt. Không dùng cho người có tiền sử dị ứng với nhóm Salicylate. Các chống chỉ định khác xem trên tờ hướng dẫn sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Salon Bắt Treo dùng cho cơn đau ở cơ và khớp. Đâu KFC đều giao nhanh chóng từ đại lộ đến hẻm sâu, cửa nào KFC cũng giao, đội ngũ chuyên nghiệp, đa dạng nền tảng, tùy chọn thanh toán, nóng giòn liền tay, chạm ngay để đặt, dịch vụ giao gà KFC ngon giòn tận cửa. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông bị hơi chua đầy bụng, phải không? Trước đây tôi cũng như ông ấy, hiện tượng đau dạ dày đấy mà. Yên tâm, tôi có cái này cho ông đây. Bào chế từ thảo dược thiên nhiên đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạ dày Vimut có tác dụng bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hóa, giảm triệu chứng hơi chua đầy bụng, đau thượng vị của người bị viêm loét dạ dày hay tá tràng. Sản phẩm của công ty cổ phần Việt Mông Cục, Vimut khỏe từ nguồn cội. Sơn Info, vẻ đẹp từ chất lượng. Thuốc dịch lạnh giảm đau kháng viêm Salamat Chest Spray làm lạnh tức thì với Omicron và Methyl Salicylate giúp giảm đau kháng viêm trong vận động. Không chỉ giúp vùng da tổn thương hoặc vết thương hở, không chỉ cho người dùng đúng một trong các thời điểm khác. Không dùng thuốc cho các đối tượng sau: trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc có giật so sốt cao. Độc kiến rất sử dụng trước khi dùng. Jai Mata Di Darbar. TV, kênh truyền hình cho bé.